sống đơn giản nhưng hạnh phúc, nghệ thuật của minimalism. Trong thế giới hiện đại, con người ngày càng bị cuốn vào dòng xoáy của sự tiêu dùng và áp lực từ xã hội. Việc sở hữu nhiều vật chất và đạt được nhiều thành tựu đã trở thành thước đo của thành công và hạnh phúc. Tuy nhiên, với sự phát triển của lối sống tiêu dùng, nhiều người bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và mất phương hướng. Họ nhận ra rằng những điều mà họ theo đuổi không mang lại hạnh phúc thực sự mà ngược lại, còn khiến cuộc sống trở nên phức tạp và căng thẳng hơn. Từ đó, minimalism phong cách sống tối giản đã nổi lên như một giải pháp để đạt được hạnh phúc đích thực. Minimalism không chỉ là việc giảm bớt đồ đạc hay từ bỏ vật chất, mà nó còn là một nghệ thuật sống, nơi chúng ta chọn lựa và tập trung vào những điều thực sự quan trọng, giúp tâm hồn trở nên thanh thản và cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn. Bằng cách sống đơn giản, chúng ta có thể tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị, giảm bớt áp lực từ những điều không cần thiết, và từ đó xây dựng một cuộc sống hạnh phúc và bền vững. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá khái niệm minimalism, những lợi ích mà lối sống này mang lại, cách thực hành minimalism trong cuộc sống hàng ngày, cũng như những thách thức mà chúng ta có thể gặp phải và cách vượt qua chúng. Những ví dụ thực tế từ cuộc sống sẽ minh họa rõ nét hơn về sức mạnh của minimalism trong việc tạo dựng một cuộc sống đơn giản nhưng hạnh phúc. 1. Khái niệm và nguồn gốc của minimalism. Định nghĩa minimalism. Minimalism là một phong cách sống tập trung vào việc loại bỏ những thứ không cần thiết, cả về vật chất lẫn tinh thần, để tập trung vào những gì thực sự quan trọng. Trong khi nhiều người nghĩ rằng minimalism chỉ đơn thuần là việc sống với ít đồ đạc, thực tế, nó bao hàm cả một triết lý sống sâu sắc hơn. Minimalism khuyến khích chúng ta xác định rõ ràng giá trị cá nhân, từ đó tạo ra không gian và thời gian để nuôi dưỡng những điều có ý nghĩa trong cuộc sống. Ví dụ, người sáng lập phong trào minimalism hiện đại, Joshua Fields Milburn và Ryan Nicodemus, đã từng là những nhà quản lý thành công, sở hữu nhiều vật chất đắt tiền. Tuy nhiên, họ cảm thấy cuộc sống trống rỗng và không hạnh phúc. Sau khi thử nghiệm minimalism, họ đã tìm thấy sự hài lòng và hạnh phúc trong cuộc sống giản dị hơn, với ít đồ đạc và cam kết hơn. Nguồn gốc của minimalism. Minimalism không phải là một khái niệm mới. Nó bắt nguồn từ các phong trào nghệ thuật và thiết kế trong thập niên 1960, với tiêu chí đơn giản, tinh khiết và loại bỏ những chi tiết không cần thiết. Trong kiến trúc và nghệ thuật, minimalism thể hiện qua những đường nét tối giản, màu sắc trung tính và việc sử dụng không gian trống một cách hiệu quả. Tuy nhiên, phong cách sống minimalism hiện đại đã phát triển từ những nguyên tắc cơ bản này để trở thành một triết lý sống hoàn chỉnh. Nhiều người nổi tiếng trong lịch sử cũng đã thực hành minimalism, chẳng hạn như triết gia Hy Lạp cổ đại Diogenes, người chọn sống trong một thùng gỗ và từ bỏ tất cả những gì ông cho là không cần thiết. Diogenes tin rằng việc sống giản dị và thoát khỏi sự phụ thuộc vào vật chất là cách để đạt được tự do tinh thần. Minimalism trong cuộc sống hiện đại. Trong thế giới ngày nay, minimalism đã trở thành một lối sống phổ biến, đặc biệt là trong bối cảnh sự phát triển của công nghệ và mạng xã hội. Nhiều người cảm thấy bị áp lực bởi sự so sánh và mong muốn sở hữu nhiều thứ như những người khác. Minimalism giúp họ nhận ra rằng hạnh phúc không đến từ việc sở hữu nhiều vật chất, mà từ việc tập trung vào những điều thực sự mang lại giá trị cho cuộc sống. Ví dụ, Marie Kondo, một chuyên gia tổ chức nổi tiếng, đã giúp hàng triệu người trên khắp thế giới tổ chức lại không gian sống của mình theo nguyên tắc minimalism. Phương pháp của cô, được gọi là con Marie, khuyến khích mọi người chỉ giữ lại những thứ mang lại niềm vui thực sự và loại bỏ những thứ không cần thiết. Điều này đã giúp nhiều người tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc trong không gian sống gọn gàng, ngăn nắp. Lý do minimalism trở nên phổ biến. Minimalism trở nên phổ biến vì nó cung cấp một giải pháp cho sự quá tải trong cuộc sống hiện đại. Với sự gia tăng của tiêu dùng quá mức và áp lực từ xã hội để sở hữu nhiều hơn, nhiều người cảm thấy mất kiểm soát và mất đi sự cân bằng. Minimalism mang lại một lối thoát, giúp họ đơn giản hóa cuộc sống và tìm thấy sự cân bằng giữa công việc, gia đình và bản thân. Một ví dụ điển hình là phong trào Tiny House, nơi những người chọn sống trong những ngôi nhà nhỏ xíu nhưng đầy đủ tiện nghi. Phong trào này không chỉ giúp giảm bớt chi phí sinh hoạt mà còn khuyến khích mọi người sống gần gũi hơn với thiên nhiên và tập trung vào những giá trị quan trọng như sự tự do và thời gian dành cho gia đình. Minimalism khác với sự khắc khổ. Minimalism thường bị hiểu lầm là sống khắc khổ, từ bỏ mọi thứ để đạt được một cuộc sống thanh bần.
Tuy nhiên, minimalism không phải là từ bỏ tất cả, mà là chọn lựa cẩn thận những gì cần thiết. Minimalism giúp chúng ta nhận ra những điều thực sự mang lại hạnh phúc và ý nghĩa, và loại bỏ những yếu tố gây căng thẳng và không cần thiết. Ví dụ, Steve Jobs, người sáng lập Apple, nổi tiếng với lối sống minimalism. Ông chỉ mặc những bộ quần áo đơn giản, không phức tạp để tiết kiệm thời gian và năng lượng cho những quyết định quan trọng khác. Điều này cho phép ông tập trung vào việc sáng tạo và phát triển công ty mà không bị phân tâm bởi những thứ không cần thiết. 2. Lợi ích của việc sống đơn giản. Giảm căng thẳng và lo lắng. Một trong những lợi ích lớn nhất của minimalism là giảm căng thẳng và lo lắng. Khi bạn loại bỏ sự lộn xộn trong không gian sống và tinh thần, bạn sẽ cảm thấy tâm trí nhẹ nhõm và có thể tập trung vào những điều thực sự quan trọng. Sống trong một không gian gọn gàng, sạch sẽ giúp tâm trạng ổn định và tinh thần thoải mái hơn. Ví dụ, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người sống trong không gian gọn gàng, ít đồ đạc thường ít bị căng thẳng hơn so với những người sống trong không gian lộn xộn. Họ cũng dễ dàng hơn trong việc duy trì sự tập trung và năng suất trong công việc hàng ngày. Tiết kiệm thời gian và năng lượng. Minimalism giúp tiết kiệm thời gian và năng lượng bằng cách giảm bớt sự phân tâm từ những điều không cần thiết. Khi bạn không còn phải lo lắng về việc duy trì và bảo quản nhiều đồ đạc, bạn sẽ có nhiều thời gian và năng lượng hơn để tập trung vào những hoạt động mà bạn yêu thích và mang lại giá trị cho cuộc sống. Ví dụ, những người theo lối sống minimalism thường không phải dành nhiều thời gian cho việc dọn dẹp nhà cửa, bởi vì họ chỉ sở hữu những thứ thực sự cần thiết và dễ quản lý. Thời gian tiết kiệm được có thể dùng để đọc sách, tập thể dục hay dành thời gian cho gia đình và bạn bè. Nâng cao chất lượng cuộc sống. Minimalism nâng cao chất lượng cuộc sống bằng cách khuyến khích chúng ta tập trung vào trải nghiệm và mối quan hệ thay vì vật chất. Thay vì chạy theo việc mua sắm và sở hữu, minimalism dạy chúng ta trân trọng những khoảnh khắc quý giá và xây dựng mối quan hệ chất lượng với người thân và bạn bè. Một ví dụ điển hình là phong trào Experience Over Things, trải nghiệm hơn vật chất, nơi mọi người chọn chi tiền cho các trải nghiệm như du lịch, học hỏi kỹ năng mới hoặc tham gia các hoạt động cộng đồng thay vì mua sắm vật dụng. Nhiều người đã chia sẻ rằng những trải nghiệm này mang lại cho họ niềm vui lâu dài và kỷ niệm đáng nhớ hơn là việc sở hữu những thứ vật chất. Khuyến khích sáng tạo và tự do. Minimalism khuyến khích sự sáng tạo và tự do bằng cách tạo ra không gian và thời gian để bạn khám phá đam mê và phát huy sự sáng tạo của mình. Khi loại bỏ những yếu tố không cần thiết, bạn sẽ có nhiều thời gian và năng lượng hơn để tập trung vào những điều thực sự quan trọng đối với bạn, chẳng hạn như phát triển kỹ năng mới, theo đuổi sở thích cá nhân, hoặc thậm chí khám phá những con đường sự nghiệp mới. Ví dụ, nhiều nghệ sĩ và nhà sáng tạo nổi tiếng đã chọn sống theo lối sống minimalism để có thể tập trung hoàn toàn vào công việc sáng tạo của mình. Họ nhận ra rằng khi loại bỏ những yếu tố gây phân tâm và đơn giản quá cuộc sống, họ có thể giải phóng tâm trí và sáng tạo ra những tác phẩm nghệ thuật độc đáo và sâu sắc hơn. Steve Jobs, nhà sáng lập Apple, đã chọn một lối sống tối giản với tủ quần áo chủ yếu là áo cổ lọ đen và quần jean xanh. Điều này giúp ông giảm bớt quyết định hàng ngày về trang phục, từ đó tập trung năng lượng vào việc sáng tạo và điều hành công ty. Tác động tích cực đến môi trường. Minimalism không chỉ mang lại lợi ích cá nhân mà còn có tác động tích cực đến môi trường. Bằng cách giảm tiêu thụ và chỉ sử dụng những gì thực sự cần thiết, minimalism giúp giảm lượng rác thải, tiết kiệm tài nguyên và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hiện nay, khi sự tiêu dùng quá mức đang gây ra nhiều vấn đề môi trường như biến đổi khí hậu, ô nhiễm và suy giảm tài nguyên thiên nhiên. Một ví dụ điển hình là phong trào Zero Waste, không rác thải, nơi những người theo đuổi lối sống minimalism nỗ lực giảm thiểu lượng rác thải họ tạo ra bằng cách tái sử dụng, tái chế và chỉ mua sắm những sản phẩm có thể tái chế hoặc phân hủy sinh học. Điều này không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn khuyến khích một lối sống có trách nhiệm và bền vững hơn. 3. Cách thức thực hành minimalism trong cuộc sống hàng ngày. Tinh giản không gian sống. Tinh giản không gian sống là bước đầu tiên trong việc thực hành minimalism. Điều này bao gồm việc loại bỏ những đồ vật không cần thiết và tạo ra một không gian sống gọn gàng, ngăn nắp. Một không gian sống đơn giản không chỉ giúp bạn dễ dàng quản lý mà còn tạo ra một môi trường thanh bình, nơi bạn có thể thư giãn và tái tạo năng lượng.
Một ví dụ nổi tiếng về tinh giản không gian sống là Marie Kondo, tác giả của cuốn sách The Life, Changing Magic of Tidying Cup. Phương pháp con Marie của cô khuyến khích mọi người chỉ giữ lại những món đồ mang lại niềm vui và loại bỏ những thứ không cần thiết. Phương pháp này đã giúp hàng triệu người trên khắp thế giới tinh giản không gian sống của họ và tìm thấy sự hài lòng trong một cuộc sống gọn gàng và có tổ chức. Tinh giản thời gian biểu. Tinh giản thời gian biểu là một phần quan trọng của minimalism. Việc này đòi hỏi bạn phải chọn lọc các hoạt động và cam kết phù hợp với giá trị cá nhân, từ đó giảm bớt sự căng thẳng và tăng cường sự tập trung vào những điều quan trọng. Một thời gian biểu đơn giản và rõ ràng giúp bạn kiểm soát cuộc sống tốt hơn và giảm bớt áp lực từ những hoạt động không cần thiết. Ví dụ, nhiều người theo lối sống minimalism đã chọn làm việc từ xa hoặc chỉ tham gia vào những dự án thực sự có ý nghĩa đối với họ. Điều này không chỉ giúp họ giảm bớt sự phân tâm mà còn giúp họ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, bạn bè và bản thân. Một ví dụ khác là việc lên lịch làm việc với các khoảng thời gian nghỉ ngơi định kỳ, giúp duy trì sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Tinh giản mối quan hệ. Trong cuộc sống, việc duy trì quá nhiều mối quan hệ có thể dẫn đến căng thẳng và mất đi sự tập trung vào những mối quan hệ thực sự quan trọng. Minimalism khuyến khích bạn tinh giản các mối quan hệ, chỉ tập trung vào những mối quan hệ có ý nghĩa và tránh xa các mối quan hệ tiêu cực hoặc gây tiêu hao năng lượng. Một ví dụ thực tế là nhiều người đã chọn cách giảm bớt thời gian dành cho mạng xã hội để tập trung vào những mối quan hệ trong đời thực. Họ nhận ra rằng việc duy trì một vài mối quan hệ chất lượng cao mang lại sự hài lòng và hạnh phúc hơn là việc cố gắng duy trì quá nhiều mối quan hệ không thực sự quan trọng. Điều này giúp họ tập trung vào việc xây dựng và phát triển những mối quan hệ có ý nghĩa sâu sắc hơn. Mua sắm có ý thức. Một trong những nguyên tắc cơ bản của minimalism là mua sắm có ý thức, nghĩa là bạn chỉ mua những thứ thực sự cần thiết và chất lượng cao, thay vì mua sắm theo cảm xúc hoặc xu hướng. Điều này giúp bạn tiết kiệm tiền bạc, giảm lượng đồ đạc không cần thiết và tập trung vào những giá trị thực sự quan trọng. Ví dụ, thay vì mua nhiều quần áo thời trang theo xu hướng, những người theo lối sống minimalism thường chọn mua những món đồ cơ bản, bền vững và dễ phối hợp. Họ ưu tiên chất lượng hơn số lượng và chỉ mua sắm khi thực sự cần thiết. Việc này không chỉ giúp họ tiết kiệm tiền bạc mà còn giúp giảm thiểu tác động đến môi trường do việc sản xuất và tiêu thụ quá mức. Thực hành thiền định và chánh niệm. Thiền định và chánh niệm là những phương pháp quan trọng trong minimalism, giúp bạn duy trì sự tập trung và nhận thức rõ ràng về cuộc sống. Thiền định giúp bạn bình tĩnh, giảm căng thẳng và tạo ra không gian trong tâm trí để bạn suy nghĩ sâu sắc hơn về những điều thực sự quan trọng. Chánh niệm, mặt khác, khuyến khích bạn sống trong khoảnh khắc hiện tại, tận hưởng những điều giản dị và không bị cuốn vào những suy nghĩ tiêu cực. Một ví dụ thực tế là việc thiền định hàng ngày đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhiều người theo lối sống minimalism. Họ bắt đầu ngày mới bằng vài phút thiền định để làm dịu tâm trí và thiết lập ý định sống đơn giản, tập trung vào những điều quan trọng. Điều này giúp họ giữ được sự cân bằng và thanh thản trong cuộc sống, ngay cả khi đối mặt với những thử thách. 4. Thách thức và giải pháp khi áp dụng minimalism. Khó khăn trong việc từ bỏ vật chất. Một trong những thách thức lớn nhất khi áp dụng minimalism là việc từ bỏ vật chất. Nhiều người cảm thấy khó khăn trong việc loại bỏ những món đồ mà họ đã gắn bó hoặc cảm thấy an toàn khi sở hữu. Nỗi sợ mất mát và cảm giác an toàn từ vật chất là rào cản lớn trong hành trình sống đơn giản. Giải pháp cho thách thức này là bắt đầu từ những bước nhỏ. Thay vì loại bỏ tất cả mọi thứ cùng một lúc, bạn có thể bắt đầu bằng việc loại bỏ những món đồ không còn sử dụng hoặc không mang lại niềm vui. Theo thời gian, bạn sẽ thấy việc từ bỏ trở nên dễ dàng hơn khi nhận ra rằng hạnh phúc không phụ thuộc vào số lượng vật chất mà bạn sở hữu. Một ví dụ thực tế là phương pháp one in, one out, mua một, bỏ một. Khi bạn mua một món đồ mới, bạn sẽ loại bỏ một món đồ cũ tương đương. Điều này giúp duy trì sự cân bằng và tránh tích lũy quá nhiều đồ đạc. Xung đột với lối sống tiêu dùng xung quanh. Một thách thức khác khi áp dụng minimalism là sự xung đột với lối sống tiêu dùng của xã hội xung quanh. Trong một thế giới nơi tiêu dùng quá mức được coi là bình thường và thậm chí được khuyến khích, việc chọn sống đơn giản có thể khiến bạn cảm thấy khác biệt và bị áp lực từ xã hội. Giải pháp cho thách thức này là giữ vững niềm tin và giá trị của bản thân.
hãy nhớ rằng minimalism là một lựa chọn cá nhân và bạn đang sống vì hạnh phúc của chính mình chứ không phải để đáp ứng kỳ vọng của người khác. Hãy tìm kiếm cộng đồng hoặc nhóm những người có cùng tư tưởng để hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm. Một ví dụ là các nhóm trên mạng xã hội hoặc cộng đồng minimalism trực tuyến, nơi bạn có thể kết nối với những người khác cũng đang thực hành minimalism. Họ sẽ cung cấp sự ủng hộ và cảm hứng để bạn tiếp tục duy trì lối sống này. Thiếu kiên nhẫn trong quá trình chuyển đổi. Chuyển đổi sang lối sống minimalism là một hành trình, không phải là mục đích đến. Nhiều người cảm thấy thiếu kiên nhẫn và mong muốn thấy kết quả ngay lập tức, dẫn đến cảm giác thất vọng và từ bỏ quá sớm. Giải pháp là thực hiện từng bước một và kiên nhẫn với chính mình. Minimalism không phải là một cuộc thi và không có đích đến cuối cùng. Hãy tận hưởng quá trình và tập trung vào những lợi ích mà bạn nhận được trong từng bước chuyển đổi. Một ví dụ thực tế là việc đặt ra những mục tiêu nhỏ và dễ đạt được trong hành trình minimalism, chẳng hạn như dọn dẹp một ngăn kéo hoặc một phòng trong nhà mỗi tuần. Điều này giúp bạn thấy được tiến trình và tạo động lực để tiếp tục. Sự lúng túng trong việc xác định điều thực sự quan trọng. Việc xác định điều thực sự quan trọng trong cuộc sống có thể là một thách thức đối với nhiều người. Trong một thế giới đầy cám dỗ và lựa chọn, việc phân biệt giữa điều thực sự mang lại giá trị và những thứ phù phiếm không phải lúc nào cũng dễ dàng. Giải pháp là dành thời gian tự hỏi bản thân những câu hỏi quan trọng: điều này có thực sự cần thiết không? Điều này có mang lại niềm vui và hạnh phúc lâu dài không? Và nếu không có nó, cuộc sống của tôi sẽ như thế nào? Những câu hỏi này giúp bạn suy nghĩ sâu sắc hơn về giá trị thực sự của mỗi thứ bạn sở hữu hoặc mỗi hoạt động bạn tham gia. Một ví dụ là việc giữ nhật ký hoặc ghi chép về những điều bạn thực sự trân trọng và những điều mang lại niềm vui cho bạn. Qua thời gian, bạn sẽ có cái nhìn rõ ràng hơn về những giá trị thực sự của mình và dễ dàng thực hiện các quyết định liên quan đến minimalism hơn. Minimalism không chỉ là một phong cách sống, mà còn là một nghệ thuật giúp chúng ta tìm thấy sự thanh thản và hạnh phúc trong cuộc sống hiện đại đầy phức tạp. Bằng cách loại bỏ những thứ không cần thiết, chúng ta có thể tập trung vào những giá trị thực sự quan trọng, từ đó xây dựng một cuộc sống ý nghĩa và hạnh phúc hơn. Lợi ích của minimalism là không thể phủ nhận, từ việc giảm căng thẳng, tiết kiệm thời gian và năng lượng, đến việc nâng cao chất lượng cuộc sống, khuyến khích sáng tạo và tự do, cũng như tác động tích cực đến môi trường. Tuy nhiên, áp dụng minimalism không phải là một quá trình dễ dàng. Nó đòi hỏi sự kiên nhẫn, tự nhận thức sâu sắc và một cam kết rõ ràng đối với những giá trị cá nhân. Những thách thức như từ bỏ vật chất, xung đột với lối sống tiêu dùng xung quanh và sự lúng túng trong việc xác định điều thực sự quan trọng có thể gây khó khăn. Nhưng với sự quyết tâm và những chiến lược thích hợp, chúng ta có thể vượt qua những thách thức này và đạt được những lợi ích lâu dài của minimalism. Minimalism không phải là việc từ bỏ mọi thứ, mà là việc chọn lựa cẩn thận những gì cần thiết để cuộc sống trở nên đơn giản và hạnh phúc hơn. Nó là một quá trình liên tục, một hành trình để khám phá và phát triển bản thân, giúp chúng ta tìm thấy sự cân bằng giữa công việc, gia đình và bản thân. Bằng cách thực hành minimalism, chúng ta có thể sống một cuộc sống đong đầy ý nghĩa, tập trung vào những giá trị cốt lõi và tận hưởng mỗi khoảnh khắc của cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Minimalism không chỉ mang lại hạnh phúc cho cá nhân mà còn góp phần xây dựng một thế giới bền vững và tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.